ngày 12 tháng 12, Đức Mẹ Guadalupe. Chúng ta vừa mừng lễ Kính Thánh Juan Diego hôm ngày 9 tháng 12. Hôm nay, chúng ta mừng kỷ niệm những cuộc hiện ra của Mẹ Maria trên ngọn đồi Tepeyac ở Mexico. Vị thượng khách từ trời cao xuống viếng thăm dân người vào ngày 9 tháng 12 năm 1531. Juan trở về với Đức Tin Công Giáo lúc được 55 tuổi. Khi Thánh Juan đang trên đường đi lễ, thì Đức Mẹ chặn ngài lại ngay tại chỗ dốc của ngọn đồi Tepeyac. Đức Mẹ xin Juan đến thông báo cho Đức Giám Mục rằng Đức Mẹ muốn ngài xây một ngôi thánh đường nguy nga tại nơi Mẹ đang đứng. Người đàn ông nghèo khó này đã bị choáng váng. Tận đáy lòng, Juan Diego rất muốn thực hiện điều Đức Mẹ yêu cầu. Nhưng đến với Đức Giám Mục làm sao đây? Ai có thể tin vào một lời thỉnh cầu lạ lùng như vậy được? Juan Diego đã đi gặp Đức Giám Mục. Và Đức Giám Mục, dù không biết là có nên tin vào câu chuyện lạ lùng hay không, đã nghĩ ra cách thức để xử lý tình cảnh này. Ngài nói với Juan: "Con hãy đi xin Đức Mẹ một dấu lạ. Trước khi thực hiện yêu cầu của Đức Mẹ, Đức Giám Mục muốn có một sự kiểm chứng." Sáng sớm ngày 12 tháng 12, Juan Diego đang vội vã men theo con đường mòn vì người cậu của ngài đang hấp hối và cần gặp linh mục, thì Đức Mẹ đã hiện ra và bảo Juan rằng cậu đã khỏe rồi. Một lát sau, Juan nhận ra là người cậu của mình đã được chữa lành ngay lúc ấy. Đức Mẹ muốn Juan trở lại với Đức Giám Mục để xin ngài xây một ngôi thánh đường. Và Juan thưa với Đức Mẹ rằng Đức Giám Mục muốn xin một dấu lạ. Rồi Đức Mẹ đem Juan Diego vào khu đồi đá gần bên và bảo Juan hãy thu gom tất cả những hoa hồng mọc ở đó. Juan hết sức ngạc nhiên vì lẽ đang là mùa đông và hết mọi bụi cây đều trơ trụi. Nhưng Juan đã thực hiện theo lời Đức Mẹ và rất kinh ngạc khi nhận thấy thực sự có nhiều hoa hồng và toàn những hoa hồng đẹp. Juan Diego hái hết mọi hoa hồng và lên đường tới gặp Đức Giám Mục. Juan đã cẩn thận đựng hoa trong tấm tin ma, tấm áo choàng của ngài. Vào nhà của Đức Giám Mục, Juan Diego đã trải chiếc áo choàng của mình và nhận hoa hồng xinh đẹp ra nền nhà. Juan mỉm cười và sau đó nhận thấy một điều gì đó khác lạ đang lôi kéo sự chú ý của Đức Giám Mục. Juan Diego theo dõi đôi mắt của Đức Giám Mục, đôi mắt đang chăm chú nhìn vào tấm áo choàng. Ở đó, trên tấm tin ma của Juan Diego là một bức ảnh Đức Mẹ thật đẹp, giống hệt như khi Đức Mẹ đã hiện ra trên ngọn đồi Tepeyac. Đức Giám Mục đã nhận ra một dấu lạ và ngôi thánh đường dân kính Đức Mẹ được xây cất. Ngày nay, có một thánh đường lớn, cũng gọi là Vương Cung Thánh Đường, được xây tại nơi Đức Mẹ Guadalupe đã hiện đến với con dân của Mẹ. Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã đặt Đức Mẹ Guadalupe làm bộ mạc đất nước Mexico. Đức Mẹ Guadalupe cũng là thánh bộ mạc của dân châu Mỹ Latin và đất nước Philippines. Chúng ta hãy cầu khẩn Đức Mẹ Guadalupe ban cho những ơn cần thiết. Đức Mẹ là người mẹ dịu hiền và nhân hậu, sẽ cầu xin Thánh Tâm Chúa Giêsu con mẹ cho chúng ta.